Aaron đâu? Aaron em bé hả? Món này của Aaron. Rồi Aaron thích ăn món này hả? Dâu tây. Bánh gato và dâu tây. Dâu mây hả? Mấy kia đúng không? Hay gì đúng không mama? Đúng, hỏi Aaron á. Anh Aaron. Aaron. Tay thì xe, tay thì chỉ. Ngon quá. Cho Aaron một miếng. Cho anh Aaron một miếng. Anh Aaron có thích ăn dao không? Có. Anh Aaron cho em một miếng. Cho em một miếng. Anh cho em một miếng đi. Đây. Đây, em ăn đi. Dạ ăn đi. À, anh bỏ miệng vậy, cho em mà. Em tự ăn rồi. Rồi năng hăng hỏi Aaron đi. Ủa cái gì đây? Nó Thanh hỏi đi. Cái gì? Đúng.